xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 11 tháng 7 trên kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, hội tụ gió mực cao được dự báo sẽ còn duy trì trong ngày hôm nay, nên mưa rông vẫn có khả năng xảy ra cho khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên thì lượng mưa có xu hướng giảm hơn. Diện mưa tập trung chủ yếu tại các tỉnh vùng núi phía Bắc vào khoảng chiều tối và đêm nay, còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, phổ biến ít mưa, trời khá là oi nóng vào khoảng trưa chiều, với mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Chưa có hình thế đặc biệt nào tác động nên các tỉnh ven biển Trung Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết ban ngày trời tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất ở phần phía Bắc là từ 33 cho đến 36 độ, phía Nam là từ 32 đến 34 độ. Chiều tối một vài nơi xuất hiện mưa rông với lượng không nhiều. Về đêm thì nhiệt độ toàn miền giảm về khoảng 25 cho đến 27 độ. Gió mùa Tây Nam giảm yếu nên trong ngày hôm nay, diện mưa và lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ giảm hơn so với 24 giờ trước đó. Chỉ là những cơn mưa rào nhẹ xuất hiện vào lúc chiều tối tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ như là Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và một vài địa điểm thuộc Nam Tây Nguyên, bao gồm Đắk Nông và Lâm Đồng. Nhiệt độ cao nhất tăng lên khoảng 31 cho đến 34 độ tại Nam Bộ và 30 cho đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên. Thời tiết dần trở nên thuận lợi hơn với cuộc sống thường nhật của người dân. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với những dự báo chi tiết cho các đô thị lớn trên cả nước. Thưa quý vị, nằm trong xu thế thời tiết chung của khu vực Bắc Bộ, nên ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời có nắng vào lúc trưa chiều, với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 33 đến 34 độ, độ ẩm không khí là khoảng 70%. Mây dông được dự báo sẽ kéo đến nhiều vào lúc chiều tối và gây mưa rào, mưa khiến cho nền nhiệt độ về đêm trên khu vực giảm xuống chỉ còn từ 26 đến 27 độ, trời sẽ mát mẻ hơn. Thưa quý vị và các bạn, đã bước sang tháng Ngâu, do vậy thời tiết mưa nắng đan xen trong ngày cũng xảy ra với tần suất nhiều hơn trên khu vực Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Với kiểu thời tiết như vậy thì quý vị và các bạn nên lưu ý, ngoài vật dụng che nắng thì áo đi mưa cũng là vật dụng cần thiết và hữu hiệu, giúp chúng ta bảo vệ tốt hơn sức khỏe của mình. Tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng, trời khá nhiều mây vào lúc ban sớm. Tuy nhiên, từ khoảng 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều, trời phổ biến ít mưa, đôi lúc hứng nắng với nhiệt độ cao nhất đạt mức từ 31 đến 32 độ, độ ẩm là khoảng 75%. Thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động mua bán của người dân thành phố và cũng thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa trên bến cảng. Xin lưu ý là vào khoảng chiều tối thì khu vực thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào, tuy nhiên thì mưa có lượng ít và kết thúc nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động lưu thông. Về đêm thì nhiệt độ hạ xuống chỉ còn từ 25 cho đến 27 độ, trời tương đối dễ chịu. Thành phố Đà Nẵng chào ngày mới với nhiệt độ khá mát mẻ ở khoảng 25 cho đến 27 độ. Từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều thì nền nhiệt độ tăng nhanh và dự báo nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ đạt mức từ 33 đến 34 độ, độ ẩm vào khoảng 70%. Mưa rào có khả năng xảy đến trong khu vực trung tâm thành phố vào lúc chiều tối. Đây là những cơn mưa rào do dông nhiệt địa phương mang lại, nên trong cơn dông, người dân cần đề phòng hiện tượng gió cuốn bụi gây nguy hiểm khi lưu thông, đặc biệt là các công trình đang xây dựng cần được che chắn cẩn thận để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Mưa đang có xu hướng giảm hơn tại các tỉnh Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay và kéo dài đến cả ngày mai, nhiều khả năng lượng mưa sẽ giảm nhanh trên địa bàn của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua thì mưa dông lớn đã gây ngập lụt cản trở nhiều hoạt động giao thông và cũng gây nên nhiều tai nạn đáng tiếc. Tranh thủ những ngày ít mưa và có nắng, đường xá nên được khai thông và sửa chữa, tránh để tình trạng ngập lụt khi có mưa là mối lo ngại cho người dân thành phố. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại thành phố sẽ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ, thấp nhất về đêm vào khoảng 26 đến 27 độ, với độ ẩm là khoảng 70%. Thành phố Cần Thơ được dự báo sẽ có nắng nhiều hơn trong ngày hôm nay, trời tạnh ráo và có nắng ngay từ tầm sáng tới tận 16 giờ chiều, nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 32 đến 33 độ, độ ẩm trung bình là 72%. Bà con nên tranh thủ những ngày nắng ráo để phơi phóng đồ đạc, đồ nông sản, tránh ẩm mốc sau mưa liên tục kéo dài nhiều ngày. Đến khoảng chiều tối thì thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ, tuy nhiên thì mưa có lượng ít và sẽ kết thúc nhanh nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động dân sinh. Về đêm thì nhiệt độ hạ xuống còn từ 26 đến 27 độ. Và thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel. Các mã khác soạn tin DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Đến đây bản tin thời tiết đô thị ngày 11 tháng 7 của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.